không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Một lần nữa xin chào đến tất cả quý vị đang xem đài, và đặc biệt giờ đây xin Thánh Thần Chúa đến với chúng ta trong giây phút này. Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Come to us, Spirit of God, breathe in us now, we sing together. Spirit of hope and of life, fill our lives. Spirit of God, come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Fill us with the fire of your love, burn in us now, bring us together. Come to us, dwell in us now, change our lives. Come to us, Spirit of God. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là lời cầu của toàn thể giáo hội hôm nay. Come Lord Jesus, lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thánh Thần của Ngài đến để đổi mới bộ mặt trái đất này, đổi mới cuộc đời chúng con. Giờ đây xin cha Chris giúp chúng ta đọc bài 2 của Phụng vụ Thánh trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trích thơ thứ nhất của Corinto. Thưa anh em, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa. Làm mọi sự trong mọi người, thần khí đó tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích lợi chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận. Mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể. Thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã được chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Vâng, thưa cảm ơn cha Chris. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy được rằng lời tuyên tín và giảng dạy của Thánh Phaolô cho tín hữu giáo đoàn Corinto là những người mới trở lại đạo. Thánh Phaolô chuyên môn đi giảng đạo cho những người ngoại, những người chưa hề biết Chúa, và Ngài dùng những ngôn ngữ rất là dễ hiểu chứ không có gì gọi là ghê gớm. Nhưng mà một mặt khác chúng ta cũng nhận rằng Chúa Thánh Thần là vô hình. Những hình ảnh trong Kinh Thánh chỉ là một những cái biểu tượng để giúp chúng ta liên tưởng đến một cái thực tại vô hình, sự hiện diện vô hình của Chúa Thánh Thần, như là chim bồ câu, hình lưỡi lửa, hình nước gió, gió áng mây, đó là những hình ảnh thôi, chứ không nói lên toàn bộ Chúa Thánh Thần, sự thật về Ngài, vì Ngài là vô hình và thiêng liêng và cao cả vô cùng. Đó là cái thách đố của chúng ta. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng thấy được rằng chúng ta dựa đức tin của mình vào nền tảng vô cùng vững chắc.
Đó là lời chúng ta vừa được nghe. Và những nhân chứng sống là do các tông đồ, các ngài đã sống và đã làm được những điều mà Chúa đã gieo vào lòng các ngài, đó là ân sủng Thánh Thần. Phải không ạ? Và vì thế chúng ta mới nhìn ra được rằng một mặt Chúa Thánh Thần vô hình, nhưng một mặt Chúa rất là hiện diện với giáo hữu hội. Hình chứ. Rất là thiết thực, rất là thực tế. Phải không ạ? Khi cha Thái nói về điều đó thì một hôm mình có nhớ thì nói về lịch sử giáo hội đó, thì có một người giáo dân hỏi ngài nói rằng tại sao giáo hội Công giáo nhìn qua 20 năm qua, 2000 năm qua đó, giáo hội gặp nhiều thử thách rất là nhiều, mà nhất là có nhiều thánh tử đạo ngay nguyên thủy ban đầu, cũng như ngày nay cũng có nhiều những cái khủng hoảng trong giáo hội nữa. Nhưng cha cũng biết được những 10 năm trước đó, chúng ta cũng được nghe về báo chí nói không tốt về giáo hội Công giáo rất là nhiều qua các hàng clergy đó, các hàng tu sĩ đó. Thì ngài chỉ nói rằng cái điểm quan trọng giáo hội còn sống đó là nguồn sống của Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần cũng là người thanh tẩy giáo hội nữa, để cho chúng ta được toàn thảo giống như Đức Kitô. Con người, giáo hội vẫn là con người, nhưng trong Thánh Thần, trong đức tin đó, Thánh Thần vẫn sống và Thánh Thần muốn làm giáo hội được thanh tẩy, từ đó trở thành hoàn hảo hơn. Đó là cái niềm tin của những người Công giáo. Và nó rất là thực tế là chúng ta cũng cần phải tắm gội. Thì đời sống thiêng liêng ai trong chúng ta, kể cả giáo hội Công giáo, cũng được thanh luyện, thanh tẩy để tinh tuyền hơn và trở nên tốt lành, thánh thiện hơn để mới làm việc cho Chúa hữu hiệu được. Đúng rồi. Bây giờ tôi quay lại với cái vấn đề mà nóng bỏng, mà những người mà không có ở trong phong trào thánh linh hoặc đúng là rồi, cha Thái sẽ chia sẻ nhiều đi, cha Thái đi đã 10 năm rồi. Vâng, thì nói chung là chúng tôi đã nằm gai nếm mật nhiều. Bây giờ cha Chris cũng mới bước vào và cũng 7 năm, đã giúp được 7 năm cũng 7-8 năm chứ không phải là ít. Ha. Thì nói chung là chúng tôi đã có những kinh nghiệm thực tế. Bây giờ trước tiên khi đi vào cái chia sẻ đó, cha Thái chia sẻ tại sao cha Thái chọn Thánh Linh đó, nhóm Thánh Linh đó, cái tên đặc sủng để chọn là linh hướng. Sau đó cha Thái, tại sao cha Thái biết về cái phong trào này? Gọi là không phải con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con. Chúng ta nghe câu này rất thực tế, rõ ràng là tôi không có chọn, chỉ là cái sự hướng dẫn của Chúa thôi. Chúng ta phải tin điều đó, là ngay từ ở ban đầu khi mà tôi có những anh chị em học đại học chung, trở thành những người bạn mà bây giờ đã biết nhau và thân thiết với nhau hơn 20 năm rồi. Đó là những cái nhóm cầu nguyện, những cái nhóm chia sẻ. Nơi đó tôi tin rằng Chúa Thánh Thần đã tác động trong tâm hồn của chúng tôi, để chúng tôi lập ra 12 anh em toàn là thanh niên không thôi, lập ra giới trẻ Tâm Biên. Và trong cái đó giới trẻ Tâm Biên đó có cái đời sống cầu nguyện thiết tha lắm, rồi chia sẻ và thực sự là yêu thương nhau. Và chúng tôi sống cái tinh thần tông đồ công vụ như vậy. Bây giờ hai anh em đó lập gia đình gần hết và có cái công đoàn riêng của mình. Nói chung đó là vợ và sắp nhỏ. Công đoàn nhỏ đó phải không? Nhưng mà vẫn còn gắn bó, và tôi vẫn thường đến làm lễ cho những gia đình đó. Bây giờ họ tụ tập lại với nhau rất là chân thành, và phải nói là sống chết có nhau đó. Và vì thế khi có cái cảm nhận cá nhân rồi, chúng ta mới biết được cái quyền năng của Chúa Thánh Thần như thế nào, nó thực tế, đúng không ạ? Và đến khi tôi thì được Chúa tác động để mà thay vì lập cộng đoàn nhỏ của mình thì là cộng đoàn đi lớn. Trở thành một linh mục để chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Thì khi đó, khi vừa chịu chức một cái là các cha trong địa phận biết ngay là tôi trước đây cũng đã tham gia, cũng đã tham gia cầu nguyện, và tôi thuộc trường phái rất là trung dung, không có phải là quá khích. Cho nên lúc nào cũng muốn trung thành với giáo hội cơ. Cho nên họ giao cho cái việc ngay khi mà cha Đức Giám Mục vừa đặt tay xong là có người gọi điện thoại bắt vào cái cháu này. Đó là hãy linh hướng cho cả một cái phong trào càng ngày càng lan rộng trong khắp giáo phận Quận Cam. Các giáo xứ cũng được lan tỏa ra. Và tôi cũng đã chia sẻ và sống chết với, thăng trầm với phong trào này trong đó 7-8 năm rồi. Sau đó là bây giờ cũng chỉ giúp một cách gián tiếp thôi. Và sang tên cho cha Chris, Christopher Phạm cũng đây. Cũng theo tên của cha Thái đây. Vậy, có những điều chúng ta phải biết, đó là những điều căn bản chúng ta nói về tinh thần của Chúa trước ha. Đó là phải hiệp nhất, phải có sự hiệp nhất như là cả thân mình và từng bộ phận. Cho dù chúng ta có khác nhau, nhưng phải hiệp nhất, phải yêu thương nhau. Và
tất cả những điều chúng ta làm là sinh hoa kết trái thiêng liêng, như là Thánh Phaolô nói đó, chính hoa quả mà tôi nằm lòng luôn đó là bác ái, bình an, hoan lạc, hiền hòa, nhân hậu, nhẫn nhục, trung tín, từ tâm, tiết độ. Khi chúng ta nghiệm ra những cái điều đó có trong đời sống chúng ta không, thì chúng ta biết là chúng ta có Chúa Thánh Thần không. Đó, cả một cộng đoàn hay là một đời sống riêng tư đều thế. Rồi thì, và những điều đó không chỉ nhắm cho lợi ích chúng ta, mà là cái câu cuối cùng mà cha Chris vừa đọc đó, là vì lợi ích chung đó, cho toàn thể giáo hội và cho người khác, cho thế giới. Và vì thế mà đó là những cái điều căn bản chính yếu. Có cái điều gì cha Chris muốn bổ sung không về tinh thần của giáo hội Công giáo khi nói đến phong trào Thánh Linh? Thánh Linh thì như cha Thái cũng chia sẻ thì mình muốn bổ túc thêm một chút, tức là thật sự như vậy đã biết về Thánh Linh này cũng khá lâu rồi. Thật sự như vậy khi mình truy tu nữa cơ. Và chàng cũng phải 15 năm trước rồi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên cho Thái kể cho Thái một chút cho vui thôi. Tức là khi đến á, thì thấy mấy anh chị em cứ đặt tay lên nó cứ lăn đùng ra. Mình sợ lắm. Mình cứ bảo thật kỳ okay. Họ cứ lăn đùng ra vậy thôi. Mà không biết họ bị làm sao hay là trúng gió. Thường ở Việt Nam cứ thấy lăn đùng ra là phải cạo gió. Có người khóc, có người cười. Có người khóc, có người cười, có người đọc luôn trong em. Bảo sao kỳ mà không biết cái gì vậy. Thì đầu tiên cũng gọi là mình cũng hiếu kỳ đó, đến cho biết. Hiếu kỳ đến cho biết. Biết thì càng đến nhiều thì thấy càng ghiền đó. Thì bắt đầu sau khi mà làm linh mục cũng như cha Thái nói đó, bây giờ năm nay là Chris là linh mục được 8 năm rồi. Thì sau đó thì bắt đầu là cũng cha Thái mời vào thì cũng phục vụ cho Thái một cái nhóm nhỏ thôi, thì thấy cha Thái cũng đi qua đó, cha Thái cũng gọi là sư phụ đi qua đưa lại cho sư huynh đó. Thì cũng thấy cũng đến với nhóm nhẹ đó, thì thấy các anh các bạn cũng cầu nguyện. Các bạn thật sự như vậy, hàng thứ sáu cứ một tháng hai lần, mà thứ sáu các bạn họ họp nhóm lao khoảng gần 20 các bạn đó họp cầu nguyện sau đó rồi chia sẻ lời Chúa rồi lại ăn uống nữa mà vui vẻ lắm. Vui vẻ mình thấy cái đời sống của các bạn đó, mình cứ suy nghĩ rằng qua Mỹ thế này cũng nhiều các bạn qua Mỹ sang ở Mỹ nữa. Tại sao ngày thứ sáu là cái ngày người ta đi chơi party rồi shopping, họ đi vô trong club hay là những cái gì, mà sao các bạn này lại có những cái đời sống đó? Từ đó mình thấy đúng rồi, từ cái là ơn gọi của mình là linh mục không phải cho mình không mà phải biết chia sẻ nữa, tức là cùng giúp nhau, tức là đồng hành với nhau đó trong thánh thần, tức là mỗi người một ơn gọi, mỗi người một cái hoa quả Chúa ban cho rồi cùng đến ca ngợi. Từ đó đó mình theo, đó là cái câu hỏi mình thấy được càng đi sâu càng cái chương trình này, cái phong trào này đó mình thấy cái hoa quả Chúa Thánh Thần, đó là nhiều các anh em đó khi mà đi ca ngợi rồi đó về giáo xứ phục vụ cho nhau, phục vụ bao nhiêu người trong ca đoàn, mình có đã nhiều cái đó mình thấy được, tức là bất cứ một cái cộng đoàn nào đó họ về họ phục vụ, đó là thấy là có hoa quả Chúa Thánh Thần tốt lắm. Một điểm rất là tốt, một điểm son của phong trào Thánh Linh đó là khi đã tràn đầy ơn sủng của Chúa rồi đó, có còn một ngọn lửa nhiệt thành, không có sống một cách rất là gọi là lạnh nhạt hoặc là khô khan trong đời sống thiêng liêng được, nhưng mà phải có cái sự nhiệt thành, yêu mến, hăng say, khao khát phục vụ cho người khác và đến với nhau một cách chân thành đó. Nhưng mà cái điều gì cũng vậy, nếu mà nó lạ lùng quá thì người ta sẽ đôi khi họ nhíu mắt, nhíu mày hoặc là biểu môi. Nhưng mà chúng ta biết đâu mình thấy không, bài cái thánh đây họ đã đầy rượu rồi, các bạn thấy không đó. Khi mà các tông đồ nói tiếng lạ nhiệt thành đó, nhiệt thành quá đó, các họ bảo mấy ông kia đã say xỉn rồi, say xỉn hết rồi. Thì dịch ra lúc là mình như vậy. Mình cũng nghĩ về cái phong trào của mình cũng vậy đó, đôi lúc có một số các em chưa hiểu đó thì bảo là mình có một số người bảo là hay cái nhóm này họp tập nhau cái cầu nguyện tiếng lạ đó lên đồng, không phải có đồng bóng gì phải không, không có Chúa Thánh Thần tác động rồi cái nhiệt huyết đó qua cái đời sống cầu nguyện, qua cái ca ngợi. Thì cũng có những cái khúc như Thánh Phaolô nói đó, thần khí Chúa đã đặt vào trong lòng của giáo hội ha, những tiếng rên xiết khôn tả như là lời cầu nguyện khẩn thiết lên Chúa Cha. Đó là những cái lời tiếng lạ, những cái lời nói như chúng ta bập bẹ để mà cầu nguyện lên Thiên Chúa như một người con thơ, những baby chưa có biết nói. Nhưng mà đó là những cái lời hát, những thánh vịnh, những cái lời tự phát cầu nguyện. Ha? Nhưng mà không đặt nặng về vấn đề đó. Tại vì những điều đó nếu làm cho cái cá nhân đó thay đổi tâm hồn, đó mới là điều quan trọng. Làm cho lợi ích của cộng đoàn. Nó gọi là hoa quả. Tức là mình phải, khi mình có rồi mình phải chia sẻ. Mà chính mình đã phải sống nữa, cha Thái. Mình phải sống chứ phải không cho mình không. Mình cũng vậy, nên cái mình mục đích của mình, cha Thái, tin chắc là cha Thái với lại Quest cũng giống nhau. Tức là mình là linh mục đó, không những mình giúp cho con người về với Chúa, nhưng mà chính mình cũng phải, ngay cả mình nữa. Mình cũng phải sống là một người gương mẫu, là một linh mục tốt lành. Và các lời cầu nguyện, rồi đời sống của mình nữa. Như lời giáo hội đã dạy, các tông đồ đã cho mình biết, thì mình cũng phải là một mục tử như vậy.
Vâng, đó thì đó, nói tí xíu chút xíu lại nói thêm về vấn đề ngoài cái tiếng lạ đó đó ha. Thì chúng ta đừng có nghi ngờ hoặc đừng có chê cười hay hay là nhạo báng, mà là mình phải tôn trọng cái sự cầu nguyện của mọi người. Miễn là đừng có gây xì căng đan cho ai, đừng có gây xáo trộn, chia rẽ, hay là ghen tức hay là nói xấu nhau. Đó, mà là hãy quay về hiệp nhất, yêu thương, làm việc bác ái, xin hoa quả thiêng liêng. Trong chốc lát chúng tôi sẽ trở lại với quý vị để tiếp tục nói thêm về cái những cái mục vụ về phong trào thánh linh canh tân đặc sủng, cũng như tất cả hoạt động của giáo hội mà chúng ta tin rằng có sự tác động của Chúa Thánh Thần. Xin đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.